Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết 2, bài 5, biểu diễn thập phân của số hữu tỉ. Sách giáo khoa môn toán lớp 7, bộ sách Cánh Diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 29 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Thì yêu cầu cái gì? Viết mỗi cái phân số sau dưới dạng số thập phân hữu hạn. Đó, hữu hạn tức là gì? Phần thập phân này mình có thể sao đếm được, đúng không? 13 trên 10, 16. Rồi, như vậy thì các em có thể dùng cái máy tính cầm tay để chúng ta bấm. Ở đây thầy dùng ngay cái điện thoại này. 13 này, 13 này, các em chia cho 10, 16. Như vậy sẽ được bao nhiêu? 0,81225. Được chưa? 0,8125. Như vậy phần thập phân đây nó có mấy? 4 chữ số thôi. Rồi, câu tiếp theo nè. Âm 18 trên 150. Đó, các em dùng máy tính ta bấm thôi. Âm này, 18 này, chia cho 150. Được chưa? Thì sẽ bằng bao nhiêu? Âm 0,10, 12. Âm 0,12. Xong. Bài số 1 rất đơn giản đúng không? Bài số 2. Viết mỗi cái phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn dùng dấu ngoặc để nhận rõ chu kỳ. Đấy, như vậy thì cái phần lý thuyết thì thầy cũng đã nói rất là kỹ về cái chu kỳ rồi đúng không? Tức là cái phần nào nó lặp đi lặp lại ở phần 10 hay phần 100 hay phần gì, phần nghìn thì chúng ta sẽ ghi chu kỳ cho nó. Rồi, 5 chia cho 10, 11 thì bằng mấy đây? Các em cũng lại dùng máy tính để chúng ta bấm cho nhanh nhá. 5 này chia cho 11 thì bằng này 0,454545. Đấy, như vậy thì nó cứ lặp đi lặp lại cái gì? Lặp đi lặp lại cái gì đây? Số bao nhiêu? 4545. Vậy thì mình sẽ ghi chu kỳ cho nó là gì? Là gì nhỉ? À, là phần 10 và phần trăm luôn. Đúng không? Thì sẽ bằng này 0,45. Được chưa? Ngon lành chưa nào? Rồi, câu tiếp theo này. Âm 7 phần 10, 18. Rồi, các em cũng dùng máy chúng ta bấm à. Âm 7 chia cho 10, 18 thì được này 0,388888. Rồi đến đây lại là gì? 9. À, như vậy thì nó sẽ là lặp ở chu kỳ gì? Chu kỳ của số 8 này. Đúng không? Đấy, sẽ là 0,38. Đây là phần gì? Phần trăm. Tức là ta sẽ hiểu đây là chu kỳ 8. Rồi, bài 3. Viết mỗi số thập phân hữu hạn sau dưới dạng phân số tối giản. À, tức là gì? Đưa cái số thập phân này trở thành gì? Trở thành phân số thôi, đúng không? Toán này toán lớp mấy? Lại đưa vào toán lớp 5 rồi, đúng không? Mấy nhà viết sách này nhiều lúc là thầy cũng không hiểu, đúng không? Ta đang học lớp 7 lại đưa về lớp gì? Lớp 5, đúng không? Câu A này, 6,5. Vậy thì đây phần thập phân có mấy chữ số? Một chữ số thì sẽ có mẫu là mấy? 10. Tử sẽ là 6, 65. 65 trên 10 nó là tối giản chưa? Chưa tối giản. Chưa tối giản thì chia cả tử và mẫu cho 5 được không? 65 chia được cho 5, đúng không? Đấy, như vậy thằng này nó chia được cho 5. Tận cùng là 5. Thì sẽ bằng bao nhiêu? 13. 10 mà chia cho 5 thì bằng mấy? 2. Đấy, vậy thì nó sẽ là 13 phần 2. Xong nhá. Rồi, đến câu B.
âm 1,228. Như vậy đây phần thập phân có mấy? 10, 100. Sẽ có mẫu là 1, 100. Trên tử sẽ là 1, 2, 8. Đúng không? Rồi vậy thì ở đây mình sẽ cùng chia cả tử và mẫu được cho mấy? 8 là số chẵn này. Như vậy 100 thì nó sẽ chia được cho 4. Đúng không? 100 chia cho 4 thì sẽ được 2,25. 128 chia cho 4 này, 12 chia cho 4 thì được mấy? Được 3. 8 chia 4 được 2. 32 trên 35. Ở đây có dấu âm nha. Đó. Rồi, hết chưa? Có chia được nữa không? Không chia được nữa. Như vậy đây là phân số tối giản đây nè. Câu C này. Âm 0,124. Rồi, như vậy đây là mẫu là bao nhiêu? Mẫu là 3 chữ số thì sẽ là 1,000. Ở trên tử sẽ là 1,2,4. Và đây có dấu gì? Dấu âm nè. Được chưa? Rồi, như vậy ở đây mình sẽ cùng chia cả tử và mẫu cho bao nhiêu được nhỉ? Hai, bốn, mười hai chia cho bốn thì được ba. Bốn chia bốn được một. Như vậy chỉ chia được cho bốn thôi các em ạ. 1,000 mà chia cho bốn thì sẽ được 250. Đúng không? 2,124 chia cho bốn thì được bao nhiêu? 31. Như vậy đây có dấu gì? Dấu âm. Đấy. Thầy cũng không biết là người ta đưa cái bài toán này vào đây làm gì. Đây là toán lớp mấy? Lớp 5 rồi. Đúng không? Toán lớp 5. Rồi, sang bài tiếp theo. Bài số 4. Bài số 4 thì yêu cầu gì? Sử dụng cái máy tính cầm tay. Đấy. Để thực hiện mỗi một cái phép chia sau. Sử dụng máy tính cầm tay thì chúng ta cứ dùng máy tính ta bấm thôi. Câu A, 1 chia cho 90, 99. Rồi các em dùng máy tính chúng ta bấm xem nó bằng bao nhiêu. 1 chia cho 99 nè. 1 chia 99 bằng là 0,101010. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ ghi là 0, này. Vô hạn. Đây nó sẽ lặp lại là số gì? Số 1, số 0 nè. 1 nè, 0 nè. Được chưa? Đúng không nào? 0, này. 1010. Đấy, như vậy đây nó lặp lại như vậy đúng không nào? Rồi. Tiếp theo này. Câu B này. 1 này chia cho 9. Đó, tức là cái này nó lại thêm một số 9 nữa đúng không? 1 chia cho 999. Đó, thì nó lại bằng là 0,001001. Đấy. Như vậy thì chúng ta lại thấy nó lặp lại là gì? 001. Đúng không? 001 này. Đấy, nó cứ kéo dài này. Nó sẽ bằng 0, này. 001. Đấy, chu kỳ. Xong chưa? Rồi, câu C. 8,5 chia cho 3. 8,5 chia cho mấy? Chia cho 3. À, như vậy thì thằng này chúng ta thấy đây là gì? Đây là số thập phân chia cho số tự nhiên này. Đúng không? Đấy, 8,5 chia cho 3, cứ bấm máy sẽ bằng 2,833333 nối dài. Như vậy sẽ bằng 2,8, chu kỳ là 3. Được chưa? Được chưa nào? Rồi, câu D. 14,2 chia cho mấy? Chia cho 3,3. À, đây là chia hai số gì? Hai số thập phân này. Các em chỉ bấm máy thôi. 14,2 chia cho 3,3. Đó. Như vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? 4,030303. Đấy, 4 phẩy này. 3 này, xong đến 0303 thì mình sẽ ghi là 4 phẩy này, 3 này. Sau đó đến chu kỳ là gì? 03. Đó. Ổn chưa? Ổn chưa các em? Đó, như vậy thì cái bài này chúng ta
đã thực hiện xong nhé. À, từ từ nha. Cái này là 4, à đây là 30 30 30 30 30, thì chúng ta cái này không có ghi là chu kỳ này, mà chúng ta sẽ lại ghi là 4,30 luôn, được chưa? Đấy, chứ chúng ta không lấy là 30 30 30 nha. Đấy, các em lấy luôn phần 10 phần 100. Như vậy 4,30 30, chu kỳ 30 các em. Hết chưa? Rồi, như vậy thì cái phần bài tập chúng ta đã xong, và các em có thể đọc cho thầy cái phần tìm tòi mở rộng này, để mình hiểu hơn về dạng biểu diễn số thập phân. Số gì? Số hữu tỉ này. Đấy, mình sẽ đọc thêm cái phần này cho thầy nhá. Rồi, và đến đây thì cái bài số 5 của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi. Đừng quên là chia sẻ kênh và video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình kem nhá.